Chào mọi người ha. Chào mọi người quay lại cái kênh của em. Em giới thiệu một con Komatsu G2K. Máy zin nha, máy là rất đẹp. Máy rất đẹp. Máy thì dọn rồi ha. Zenot. G2K nha mọi người. G2K ha. Số máy này 14 không nè. Máy thì nó rất là đẹp ha. Nó tâm rời nha mọi người. Tâm rời này thì sử dụng cho mọi cái cần đều được. Cái tâm này có thể mình lấy cái tâm máy khác đó còn được. Và cái này có thể gắn vô xịt thuốc là rất là mạnh nha. Gắn vào máy xịt thuốc công tắc ở trên này. Cần zin luôn. Nếu mẹ nó lạng nó tung một cái chuyện liền. Máy ra ba nha mọi người, cần zin luôn ha. Máy rất là đẹp, tuyệt đẹp luôn. Thì máy này nó dọn rồi nha mọi người, về chỉ việc dùng thôi. Nó có dây mang, lưỡi bãi ha. Máy nổ rất là giòn đó, máy rất là mới. Ok, này thì có thể lắp xịt thuốc rồi này, rất là ngon. Tại vì tâm nó là tâm rời ha, máy nhỏ rất là giòn, dòng này thì nó rất là mạnh nha. Giật thì nó cũng khá là nhẹ ha. Máy rất là mạnh. Thì con này nó bán gồm có dây, lưỡi, cái bãi, lưỡi bãi ha, lưỡi tròn. Thì cái con này giá của nó là 2 triệu 3 ship nha mọi người. 2 triệu 3 ship ha. 2 triệu 3 ship nha. 3 ship toàn quốc luôn. Cái này thì em chỉ nhận chuyển khoản thôi nha, ai mua thì chuyển khoản tiền hàng ha, em ship hàng. Số tài khoản ở dưới phần mô tả nha mọi người. Khách đăng ký kênh thì em sẽ dạ sẽ miễn phí ship toàn quốc nha mọi người, miễn phí ship toàn quốc nha. Rồi chào mọi người nhé.